cá có mấy quả. Đấy, thùng cá có mấy quả. Đấy. À, thùng cá có 28 quả, thùng vịt có mấy quả? 37 quả. Cả hai thùng có mấy quả làm phép chi? Cộng. À, phép cộng thì số chi? Số tám và bốn. Số quả thôi, nhớ chưa? Cả hai thùng có là chưa? Rồi ghi chữ ba dài vô làm. Đây 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 đây. Sinh nhật đang học toán đấy. Sinh nhật tôi đi mạng. Đây thì tay Hỏi. xuống. Ba đừng mang dép vô nhà. Quên quên ba quên ba quên ba quên quên mang dép dép mới dép 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 nó là cái dép Dạ.